Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Lam Em tiếp tục gây xôn xao, đặt hết niềm tin vào tình yêu. Cuối cùng, niềm tin thì tan vỡ, sức khỏe còn tệ hơn. Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, Nam Em khiến khán giả khá bất ngờ khi tâm sự chuyện tình cảm và tiết lộ sức khỏe không ổn định của mình. Sau thời gian, Nam Em im ắng vì vướng loạt lùm xùm chuyện tình cảm. Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa khôi Nam Em bất ngờ tâm sự chuyện tình cảm thời điểm hiện tại. Cô buồn bã chia sẻ: "Tôi đi tìm tình yêu để hy vọng người ta có thể giúp sức khỏe tinh thần tôi tốt lên. Và rồi tôi đặt hết niềm tin vào tình yêu. Cuối cùng, niềm tin tan vỡ, sức khỏe tệ hơn." Cô chia sẻ: "Tôi quyết định không tìm tình yêu nữa, tôi đi tìm sức khỏe, tôi đi tìm bác sĩ. Cuối cùng, một mình tôi đối diện với những cơn đau, một mình tôi vươn lên mặt nước, vân vân. Nhưng tôi không biết bơi và không ai biết tôi đang chìm." Giọng ca cùng anh đi xa bày tỏ. Ngay lập tức, bài đăng của Nam Em nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo bạn bè khán giả. Trong đó, nam thơ bình luận: Yêu yếu hơn bất kỳ ai mà suốt ngày cứ yêu. Lâm Vĩ Dạ bày tỏ sự đồng tình: "Đúng, nên yêu bản thân mình trước nhất. Chúc em luôn khỏe mạnh. Không cần chờ đợi ai yêu mình mà hãy tự yêu lấy bản thân mình trước. Như vậy em sẽ không phải chịu đau khổ nữa." Nghệ sĩ Dương Phạm chia sẻ: "Sao sống nặng nghĩa tình vậy em, lại chơi với chính mình. Đường đời còn dài, mong em thương thân mình và điều kỳ diệu đến với người khát khao tình yêu thương. Cố lên chị ơi, còn gia đình bên chị mà, họ sẽ là chiếc thuyền vững chắc để cứu vớt chị ở những lúc mệt mỏi như này. Mạnh mẽ lên em ơi, thương quá." Là những bình luận của khán giả. Nam Em sinh năm 1996, được khán giả biết đến với danh hiệu Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, Top 8 Hoa hậu trái đất 2016. Bên cạnh đó, người đẹp còn ghi dấu ấn trong vai trò ca sĩ với hàng loạt ca khúc được khán giả yêu mến. Thế nhưng bên cạnh tài sắc thì cô cũng không ít lần gây chú ý với loạt tai tiếng liên quan đến chuyện tình ái. Vào hồi tháng 1 vừa qua, Nam Em từng gây xôn xao bị nữ ca sĩ Bảo Trân tố là tiểu tam phá hoại hạnh phúc giữa Bảo Trân và vợ Di Quốc Bảo. Trước những cáo buộc, người đẹp 9X đã đâm đơn kiện vì vu khống và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.